Cô Mina Basaran, 28 tuổi, con gái nhà tài phiệt Thổ Nhĩ Kỳ Hüseyin Basaran, cùng 7 người bạn và 3 thành viên tổ bay thiệt mạng khi chiếc phi cơ chở họ rơi tại khu vực gần thành phố Sharikot, Iran. Theo báo Khaly Times ngày 11 tháng 3, cô Mina Basaran cùng bạn bè tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tổ chức tiệc chia tay đời độc thân và cả đoàn đang trên đường trở về Thổ Nhĩ Kỳ thì gặp nạn. Chiếc máy bay được cho là đã gặp thời tiết xấu và mưa lớn. Người dân sống ở gần nơi phi cơ rơi cho hay họ nhìn thấy lửa bốc ra từ động cơ máy bay.